Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3 của Đài Truyền hình Việt Nam America TV. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Kiến thức sức khỏe và đời sống cùng với dược sĩ Tina Quách và MTM Pharmacy. Và đây là phần 3 của chương trình MTM Pharmacy Wellness and Beauty để giúp cho quý vị có những sản phẩm thật tốt để phục vụ cho sức khỏe của mình cũng như những sản phẩm để làm đẹp cho quý vị nữa. Dạ, thưa chị Tina, thì chúng ta đang có những sản phẩm nào để mà phục vụ cho quý đồng hương ngay tại MTM Pharmacy? MTM Pharmacy thì lúc nào cũng có những cái sản phẩm tiêu biểu mà mình giới thiệu mỗi tuần. Nhưng mà nếu mình không giới thiệu thì quý vị nào muốn từ kỳ rồi nói nhưng mà quên thì kỳ này mình phải nhắc lại để mình nghe, để mình nhớ. Sản phẩm mà hồi bữa Tết giờ đó mà MTM Pharmacy bán nhiều đó là cái yến, cái hộp yến xào Khánh Hòa có 6 cái hũ yến đó. Mấy bác uống thấy khỏe quá. Mà nó cũng giá cả nó cũng phải chăng, không cần phải mua những cái yến mà nó về rồi phải lặt lấy mấy cái lông con yến ra rồi phải chưng. Cái này họ đã làm sẵn hết cho mình chỉ uống vô là mình thấy khỏe liền. Sản phẩm yến, các bác muốn mua thì liên lạc với lại MTM Pharmacy, địa điểm nào cũng được. Và ví dụ như là có những người mà ở tiểu bang xa đó, mà người chúng ta ở đây mà muốn tặng cho họ, thì không biết MTM có ship đến cái nơi mà người thân muốn tặng luôn được không? MTM sẽ nhận ship giùm cho quý vị. Quý vị chỉ cần phụ thêm tiền, trả tiền shipping cho MTM Pharmacy thôi. Cứ gọi điện đến muốn ship đến địa chỉ đó, MTM Pharmacy ship thẳng luôn. Khỏi cần quý vị đến mất công rồi đem đi lấy rồi tự mình đi gửi. Tại vì MTM Pharmacy lúc ngày nào thì cũng có nhân viên đến để mà lấy hàng cho MTM Pharmacy đi, là sẵn tiện đi luôn. Cho nên là quý vị tặng quà cho người thân rất là tiện tại MTM Pharmacy. Còn ngoài ra thì đó là một sản phẩm rất tốt cho sức khỏe. Còn hồi nãy chị mình có nhắc đến Daily Peak Performance, thì sản phẩm đó nó phục vụ như thế nào cho sức khỏe chúng ta? Nhắc lại Daily Peak Performance, hôm bữa giờ mình hơi bỏ quên, mình không có nhắc tại mình thấy nói hoài rồi mình cũng quên. Daily Peak Performance là cái loại thuốc mà quý vị có thể uống giúp cho những cái tất cả những cái triệu chứng mà nó liên quan tới đường bao tử và đường ruột. Thứ nhất là nếu mình bị đầy hơi ở chua, mình ăn vào mà ga, mình có hơi nó nằm đây mình khó tiêu đó. Hay là những quý vị mà bị đau bao tử lâu lâu cái tự nhiên lên cơn đau bụng thiệt là đau, thì cái Daily Peak Performance sẽ giúp được cho quý vị về những cái triệu chứng đó. Tina bảo đảm uống vào sẽ bớt. Chị Tina có dùng thử chưa? Tina phải uống mỗi ngày. Không bớt cứ đem tới trả lại 100% money back guarantee. Ngoài cái Daily Peak Performance đó, ngoài cái việc mà nó giảm acid rồi nó giúp cho mình cái nếu mình bị viêm, bị loét đó, nó sẽ từ từ ngày này qua tháng kia nó sẽ giúp cho mình heal đó. Thì nó còn có một cái lợi, là một cái điều tốt nữa là nó giúp cho cái máu của mình, nó gọi là alkaline cái máu, nó kiềm hóa cái máu của mình đó. Thì thay vì quý vị uống cái Kangen Water đó, cái nước mà alkaline water mỗi ngày đó, thì mình uống cái Daily Peak Performance thì tác dụng nó cũng giống vậy đó. Nó làm cho cái máu của mình nó có nhiều chất kiềm hơn, nó có nhiều pH hơn, là nhiều acid. Thì cái pH nó cao hơn số 7 một chút xíu. Quan trọng. Mà khi mà mình cái pH trong máu của mình mà nó không có bị acidic đó, thì mình bảo vệ được rất là nhiều bệnh. Thứ nhất là có thể là bị gout đó, hay là sẵn thận, hoặc là bị thấp khớp. Tại vì thấp khớp là do cũng là cho axit trong máu nhiều quá, nó lâu ngày nó viêm những cái khớp, thì những cái bệnh thấp khớp mình sẽ giúp được bệnh đó. Tina uống cái thuốc này cũng được khoảng 2 năm, tại vì Tina bị bao tử nặng đó. Thì hồi xưa đó mình không nghĩ tới, nhưng mà bây giờ mình nghĩ lại mình thấy rõ ràng là nó work. Tại vì hồi xưa đó nha, Tina sáng ngủ dậy tự nhiên cái đầu gối nó hơi cứng, nó bị stiffness. Hồi xưa ở nhà lầu, xong rồi mỗi sáng đi xuống cầu thang, đi lên cầu thang là cái đầu gối nó bị đau. Xong rồi cái bắt đầu mình dọn qua nhà trệt. Thì nó bỗng hơi bỗng stiffness dĩ nhiên rồi, nhưng mà mình không có bị đau thôi. Nhưng mà Tina uống 2 năm, bây giờ vẫn tiếp tục uống, thì mình thấy sao bây giờ mình không có bị cái triệu chứng đó nữa. Nó không có bị cái đầu gối, nó không có bị đau nữa.
Đó. Hay quá. Và lúc mà mình đi bộ đó, Tina cũng giữ cơ thể của mình cho khỏe mạnh đó, thì mỗi tuần Tina đi bộ khoảng chừng 4 đến 5 ngày, mỗi ngày 1 tiếng đồng hồ. Dạ. Và Tina rồi chỉ cần đi bộ đi dạo vậy thôi cũng tốt đi, rồi hả chị? Hả? Mình jogging, mình đi bộ mà mình đi cái tốc độ nó hơi nhanh một chút xíu, mình còn khỏe, mình nên ráng đi nhanh một chút. Thì mình đi khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ thì Tina đi được khoảng 3 mai. Dạ. Nếu ngày nào mình có giờ mình đi nhiều hơn, nhưng mà mình cho phép bản thân mình là 1 tiếng. Thì mình thường thường mình đi về mình mỏi mệt đúng không cơ, mấy cái bắp cơ của mình nó mỏi, nhưng mà khi mà Tina đi bộ và uống cái thuốc Daily Peak Performance thì cơ thể của mình rất là khỏe, không có bị mỏi mệt đó. Anh những bạn nào mà đi tập thể dục, đi trong gym nhiều đó mà về bị mệt mỏi đau vai nhức chân này nọ đó, thì cái thuốc Daily Peak Performance nó cũng giúp. Nó không phải là thuốc giảm đau nhưng mà nó làm cho cái lượng làm cho axit cái trong lượng cơ thể của axit, mình thấp xuống. hay là mình uống bia uống rượu. Thường thường mình uống bia uống rượu, bữa nay ngày mai dậy mình đau nhức lắm, đau đầu đau nhức, mà nếu mà mình uống Daily Peak Under mỗi ngày đó thì mình không có bị những cái triệu chứng Wow, hay đó, tại quá. vì cái chất lactic acid ra nó bị nó ở trong cái máu của mình đó, nó được dung hòa bởi cái thuốc. Còn nếu như mà những ai mà bị đau nhức mà kinh niên mà thường xuyên đau nhiều luôn thì có loại thuốc nào giúp không chị? Đau nhức kinh niên đó thì sofa không có loại thuốc nào thực sự mà có thể giúp đi Trị chữa bệnh đau nhức đâu. được. Mình uống những cái thứ giống như là thuốc Tylenol, thuốc Celebrex, thuốc mấy cái thuốc naproxen, những cái thuốc mà anti, những cái thuốc chống viêm này nọ đó. Nhưng mà nếu mà mình không uống thuốc thì nó bị trở lại. Cái thuốc đó thì tạm thời thôi. Cho nên mình dạy bệnh nhân của mình phòng bệnh hơn chữa bệnh. Mình uống cái supplement thì mình sẽ không bị đau nhức, cái cơ hội để mình bị đau nhức ít hơn. Còn một khi mình đã bệnh rồi thì mình phải uống để mà mình giảm đau thôi. Chứ mình không có chữa được, tại vì đau nhức nó không phải là một cái bệnh. Đau nhức nó là cái triệu chứng của cái bệnh chứ nó không phải là cái bệnh. Rất là đau nhức là triệu chứng của bệnh chứ không Đúng không rồi, phải bệnh. không phải Mà để tìm ra nguyên nhân được cái sự đau nhức đó thì không dễ dàng chút nào phải không chị? thì không Chữa cũng cũng khó. cũng khó, nhưng mà thí dụ giống như mình, những người bị tiểu đường lâu ngày sẽ bị đau nhức, tại vì những dây thần kinh nó bị mòn, đó là nguyên nhân. Những người bị những cái dây xương sống, thần kinh xương sống, hay là những cái khớp xương sống của mình nó bị mòn thì sẽ bị đau, đau nhất là đau đau lưng. Những người bị những cái đĩa trong vai mà nó bị mòn hay là calcium nó đóng trong đó thì sẽ bị đau nhất đó. Thì dĩ nhiên là bác sĩ cho mình thử máu, bác sĩ sẽ chẩn được, nhưng mà chữa thì phải chữa cái nguồn gốc của cái bệnh đó. Uống thuốc đau nhức chỉ để là mình giảm cơn đau để cơ thể của mình được khỏe. Mình khi mình đau mình không làm được gì hết, mình cơ thể của mình mệt mỏi rồi, mình lười biếng, mình đau mà mình đâu có hoạt động được đâu Cảm nó. thấy Cho khó nên chịu mình lắm bắt ạ. buộc mình phải uống thuốc giảm đau để mà mình trở lại cái hoạt động bình thường mỗi ngày của mình, Dạ đó đúng chà. Vâng, mà ở tiệm của em Trang Pharmacy mình Linh biết có Auto 7 rất là tốt để mà giúp cho quý vị những cái về triệu chứng đau nhức này giảm đau nhiều lắm đó. Auto 7 đó là đau nhức, nhưng mà chỉ đau nhức gân và xương thôi, là thấp khớp thôi. Thấp khớp. Cho nên mình nói đau nhức nói chung á, mà mấy bệnh nhân tới rồi uống không hết là Auto 7 là chuyên về thấp khớp đó. Tức là những ai mà giống như các đầu gối hoặc là các khuỷu tay rồi bị đau nhất thì uống rất là tốt phải không chị? Đúng rồi, nó Em nghe nói là nó có vị của xương gà phải không? Đó là có gân gà phải không? nó họ làm bằng cái chất xương gà đó. Nên Tina uống, Tina cũng mấy bữa thấy sợ đau thấp khớp thì cũng uống thử, với là mình cũng muốn thử. Chứ thật ra thì Tina không có bị đau khớp, thì nó có hơi có cái mùi của gà trong cái viên thuốc Nhưng mà quý vị uống thử và Mỹ Linh được nghe nói là các bác uống rất là tốt và ai cũng cảm thấy hiệu quả lắm. Cho nên là quý vị có thể dùng thử. Đó, như vậy là chúng ta có Yến Xào Khánh Hòa nè, có Daily Peak Performance, rồi cũng như là có Auto 7, rồi quý vị làm đẹp á thì có Em 7 khoan, Day of kỳ Wonder. rồi đó có cái thuốc ngủ. Lúc mà mình nói Đúng về rồi. cái talk show về thuốc ngủ thì Tina có giới thiệu thuốc ngủ, thì có rất là nhiều bệnh nhân, có nhiều bệnh nhân ra mua thuốc ngủ, thuốc để trợ để giúp mình ngủ. Thì nói lại không biết là mình nói bao nhiêu tiền, tại Tina thật ra nhiều khi cũng không nhớ nữa, nhưng mà hình như là 40 đồng một ca một một chai một lọ, như vậy là có 60 viên. Nếu mà mình uống mỗi ngày á, thì mình uống 60 ngày, nhưng mà Tina cũng không có muốn bệnh nhân của mình uống mỗi ngày đâu,
mình uống khoảng chừng 70 ngày rồi mình hãy ngưng đi. Rồi lúc nào mình trở lại mình có khó ngủ nữa thì mình hãy uống. Đó, chứ không phải là mình bán rồi mình cứ muốn bệnh nhân của mình ngày nào cũng uống để mình bán cho người thuốc. Được biết là trong cái chất đó của trong thuốc ngủ đó của chị á là toàn là những cái loại dược thảo không à? Dạ, đều là những chất rất là tốt. Tất cả những cái dược thảo nào mà giúp cho ngủ đó là nó đều nằm ở trong cái thuốc đó. Dạ, cho nên Tina thì thành thật là Tina chưa có thử. Tại vì mình không có bị cái bị mất ngủ, mình không có dám thử. Nhưng mà những bệnh nhân nào đã thử qua rồi thì đều có cái lời khen ngợi về cái sản phẩm đó đó, Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình. Và bây giờ, để trước khi kết thúc thì sẽ là một câu chuyện vui cho ngày hôm nay. Dạ, mời chị. Bây giờ kể chuyện vui là tới phiên Tina kể phải không? Dạ, chị Tina sẽ kể chuyện vui cho quý vị nghe nha. Chuyện vui này cũng thấy dễ thương lắm á. Ở có một cái anh học trò này, anh nghèo nhưng mà anh rất là thông minh. Thì anh mới thuê một cái phòng trọ đối diện với lại một cái gia đình đó. Có hai mẹ con, bà mẹ già với cô con gái rất là xinh xắn. Thì mấy anh thanh niên này thì cũng rất là thích cái cô gái. Nhưng mà bà mẹ thì khó lắm, không có cho con mình quen với anh nào hết á. Đó, mà con gái ở quê đó thì mẹ nói sao thì con phải nghe vậy đúng không? Dạ. Cô thì ở nhà phụ mẹ nấu bếp, mẹ thì bán quán ở ngay trước. Thì một hôm nọ cái anh con trai này ảnh mới tới, ảnh đem cái chén qua, ảnh mới nói dạ thưa bác, con muốn nấu cơm, nấu canh nhưng mà con không có nước mắm, bác cho con một chút xíu nước mắm được không? Thì bà cụ mới nói là được, đi ra có con Út nó lấy cho. Thì ảnh đi ra thì ảnh nói là mẹ của em nói là anh cho em cho anh nắm cái tay. Thì cổ mới nói là mẹ anh này ảnh biểu con. Thì con gái mắc cỡ mới lớn mà, thì bà mẹ tưởng là anh biểu cô này lấy nước mắm và cổ chưa thì cho ảnh chút đi. Thì con cho ảnh chút đi, thì cô này nghe mẹ cho mình biểu mình làm, thì cô này mới đưa tay cho anh chàng nắm. Thì 2-3 ngày sau anh chàng lại xin qua, nói cho bác ơi, bác có tép tỏi không, cho con xin tép tỏi. Thì cũng nói ơi ra nó kêu con Út lấy đi. Thì anh này anh ra anh nói cho mẹ nói là em cho anh thương em một cái, hung một cái. Thì cô này cô mắc cỡ, mặt cô đỏ lên, cô nói mẹ anh này anh đòi xin này. Xong rồi cái bà mẹ nói thì cho nó một cái đi. Cô này cổ mới cho anh này kiss vô thương vô trong mặt ảnh cổ một cái. Thì cứ anh này cứ đi tới, ngày thì ảnh xin nắm tay, ngày thì ảnh xin hôn tóc, ngày thì ảnh xin đủ kiểu hết. Mỗi ngày thì đều nói với mẹ nào là thiếu tiêu, thiếu muối, thiếu tỏi, thiếu hành, thiếu nước mắm. Thì sau một cái thời gian 6 tháng như vậy đó, thì anh này ảnh đã chiếm đoạt được cái lòng thương yêu của cô gái, để làm rể luôn, để bà cụ luôn. Mỹ Linh thấy có vui không vậy? Rất là vui, anh chàng này thông minh quá. Nhưng mà cái này là chị áp dụng hồi xưa được thôi, chứ thời nay chắc khó. Rồi thưa quý vị, đó là câu chuyện vui của ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày cuối tuần thật là bình an, thật hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Đừng quên ngày mai là mình đổi giờ vặt đồng hồ của mình lên thêm một tiếng nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính chào tạm biệt. Cảm ơn chị.